Rồi ok, đấu với motor nối với bảng hộp số của tạo tôi bên ra hành tinh. Chúng ta sẽ cấp điện cho sản phẩm. Ok. Chỉ di chuyển đây là bằng 10 nhé. Tốc độ motor giờ nó đang ra là tốc độ là 100% vòng, rưỡi. Cái này là chưa có siết chặt tại vì là đây là minh họa cho anh chị thôi. Khi nào mà mua siết chặt thì nó sẽ êm hơn nhé. Đây, 150 vòng kia. Hành tinh ưu điểm của nó là nó nhỏ nhưng mà moment rất là lớn ấy. Với lại cái độ chính xác nó rất là cao. Thì khi nào anh chị mua thực tế thì bên em sẽ siết ốc hoàn chỉnh, âm thanh nó sẽ êm hơn rất là nhiều. Điện thoại liên hệ là 098 460 1144 nhé, để tư vấn.